Sau khoảng một tháng triển khai công bố và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, giãn đường bên, gói thầu từ quốc lộ 38 đến nút giao quốc lộ 39A, địa bàn huyện Tiên Lữ đã đạt được một số kết quả nhất định. Huyện đang phấn đấu giao mặt bằng sạch cho nhà thầu trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Dự án đường bên là phần đường mở rộng của tuyến đường bộ nối hai đường cao tốc qua huyện Tiên Lữ có chiều dài trên 4 km, có hai xã Nhật Tân và Thủ Sĩ nằm trong diện tích cần giải phóng mặt bằng. Diện tích cần phải giải phóng chủ yếu là đất nông nghiệp và công trình mô mả hiện đã được kiểm đếm và lên phương án hỗ trợ đền bù. Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện triển khai ưu tiên công tác di chuyển mô mả trước. Nhờ làm tốt công tác dân vận, đối với những trường hợp khó khăn, nhất là một số người mộ tổ, cũng đã được các dòng họ cam kết di chuyển ngay trước ngày 23 tháng Chạp. Xã Nhật Tân đã di chuyển 48 trên 50 ngôi mộ, xã Thủ Sĩ đã di chuyển được 10 trên 35 ngôi. Thì đối với cả xã Nhật Tân thì đến nay đã cơ bản hoàn thành gần xong cái công tác giải phóng bằng. Hiện tại còn vướng 1-2 trường hợp đang xin ý kiến của các chuyên môn. Còn đối với cả ở xã Thủ Sĩ thì vừa mới triển khai cái giao mốc ngoài thực địa. Thì sau khi nhận mốc ngoài thực địa thì hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư đã tổ chức rà soát. Thì sau khi mà đã tổ công tác và hội đồng bồi thường kiểm kê xong đã gửi cái phương án về các hộ. Thì các hộ hiện tại cũng đã có nhiều hộ di chuyển. Và theo cái kế hoạch đăng ký với cả hội đồng bồi thường thì đến 19 tháng 11 âm này thì có một số hộ tiếp tục di chuyển và có đến mùng 5 tháng 12 âm là các hộ đã sẽ di chuyển hết.